Chào cô chú anh chị, em là Bất Động Sản Tân Kim Nguyễn Duật, công an Minh Thanh. Hôm nay review cho cô chú anh chị một căn nhà tọa lạc tại khu phố Kim Điền, thị trấn Cần Duột. Căn nhà này thì gồm một trệt một lầu nha cô chú anh chị. Sổ hồng riêng, căn nhà này được là sổ hồng riêng. Tổng diện tích của căn nhà này 39m², là về chiều ngang của nó là 3m3 và 11m7 nha cô chú anh chị. Một căn nhà một trệt một lầu tọa lạc tại khu phố Kim Điền, thị trấn Cần Duột. Từ căn nhà này đến ra ngã ba Tân Kim chỉ có 500m² thôi, chỉ có 500m thôi nha cô chú anh chị, và nó ra cái đường Hưng Long Đoàn Nhân Tuấn á, thì nó chỉ có 350m thôi. Thì cái đường trước nhà của mình là đường trước nhà 4m nha cô chú anh chị. Xe hơi mình chạy Vivu luôn. Ở đây là cái đường này được kêu là đường tập đoàn 4 nha cô chú anh chị. Đó, xe hơi mình chạy Vivu luôn, điện nước các cái đầy đủ luôn. Kế bên của mình thì có một cái tiệm tạp hóa anh Việt nha cô chú anh chị. Và từ căn nhà này thì mình ra tới ngã ba Tân Kim chỉ có 500m thôi. Và khu vực ngã ba Tân Kim thì gồm có Bách Hóa Xanh, siêu thị điện máy xanh, Cúp Food, đồ chợ, đồ này kia, các cái đầy đủ nha cô chú anh chị. Còn cái hướng này là cái hướng ra Hương Long này cô chú anh chị nha. Cái hướng này là cái hướng ra đường Đoàn Nhân Tuấn nè. Đó, xe hơi vô được luôn đấy cô chú anh chị. Thì còn cái hướng này thì nó khoảng tầm 2 km là mình đi ra cái ngã tư Long Phú nha cô chú anh chị, ngã tư Long Phú và khu công nghiệp Phú Lu. Rồi, cô chú anh chị cùng em vào theo tham quan căn nhà nha. Căn nhà này được cái là sổ hồng riêng, sổ thể hiện lối đi luôn nha cô chú anh chị. Một căn nhà với cái giá 1,4 tỷ nằm trên mặt đường, cái đường này là cường kêu đường tập đoàn 4 nha cô chú anh chị, đường tập đoàn 4. Căn nhà này nó có diện tích là bề ngang của mình 3m3 và 11m7, tổng diện tích của mình là 39m², và một căn nhà thì một trệt một lầu, hai phòng ngủ, hai toilet. Rồi cô chú anh chị cùng theo chân em để vào tham quan căn nhà nhé. Thì cái mặt tiền trước của căn nhà của mình ở đây thì cũng được lót gạch đá bóng kiến nha cô chú anh chị. Đó, cũng được lót gạch đá bóng kiến rất là sáng luôn. Cái mặt tiền của căn nhà của mình ở đây mình cũng được làm một cái tam ca một cấp lên, cũng lên cao nè. Căn nhà của mình rất là cao ráo luôn cô chú anh chị. Gạch nền thì cũng được làm gạch nền 60. Ở phía trước của mình cũng được làm cũng được bố trí cửa bảo vệ cho mình, một cái cửa sắt 4 cánh nha cô chú anh chị. Căn nhà này thì đã có sử dụng rồi nha cô chú anh chị nha, cũng còn rất là đẹp luôn, không có bị hết cô chú anh chị. Cái này mình về mình chỉ dọn sơ lại, hay mình sơn nước sơ là mình ở thôi. Ở trước ở đây mình cũng có một bức tranh theo dạng cá coi của chú anh chị, rất là đẹp luôn, tranh vẽ nha cô chú anh chị. Ở trên thì cũng đóng la phong, trang trí cho mình đèn led các kiểu luôn. Nhà thì cũng rất là sạch, tuy rằng sử dụng rồi nhưng mà căn nhà người ta ở cũng rất là kỹ nha cô chú anh chị, rất là sạch sẽ luôn. Đây là cầu thang, cũng được bố trí cầu thang tay cầu thang gỗ. Cái phòng khách này của mình rộng khoảng 4m đó nha cô chú anh chị nha. Một căn nhà tuy rằng có diện một căn nhà nhà cái diện tích nó mình thấy cảm thấy nó hơi nhỏ nhưng mà nó vừa đủ bố trí công năng cho mình sử dụng đó cô chú anh chị. Ở đây là cầu thang của mình, cũng được lót mặt đá hoa cương. Đây thì cũng có một cái toilet phía dưới này cô chú anh chị. Đó. Một cái toilet phía dưới. Phía sau này thì mình có một cái bếp nha cô chú anh chị. Vừa cũng là cái phòng ăn, cũng vừa bố trí cho mình có một cái phòng ăn luôn. Thì đây mặt bếp của mình cũng được là mặt đá hoa cương. Đá hoa cương. Rồi cũng được xài bồn giữ chén hai học luôn cô chú anh chị. Cái này mình về mình bố trí thêm một cái kệ bếp nữa là rất đẹp luôn nha cô chú anh chị nha. Nhà thì cũng rất là còn là cứng cáp cô chú anh chị. Và em cũng xin nhắc lại cô chú anh chị luôn là cái diện tích của căn nhà này luôn. Căn nhà này nó có diện tích là bề ngang nó 3m3 và 11m7, tổng diện tích nó 39m². Thì căn nhà này gồm một trệt một lầu, tọa lạc tại khu phố Kim Điền, thị trấn Cần Duột nha cô chú anh chị. Căn nhà này cách ngã ba Tân Kim á, thì nó tầm khoảng 500m thôi. Từ ngay vị trí căn nhà này nó ra tới đường Đồng Quang Tứng á, chỉ có 350m thôi nha cô chú anh chị. Khu vực này điện nước, internet, camera an ninh đầy đủ luôn. Thì ông anh ông gửi là căn nhà này với cái mức giá bán là 1,4 tỷ nha cô chú anh chị, 1,4 tỷ nha. Sổ hồng riêng. Đường trước nhà của mình là xe hơi luôn, đậu xe hơi trước nhà luôn nha cô chú anh chị nha. Đường tập đoàn 4, đường trước nhà của mình 4m luôn. Thì cái căn nhà này được cái là sổ hồng riêng, sổ thể hiện lối đi luôn nha cô chú anh chị. Rồi, cô chú anh chị cùng theo chân em lên tham quan trên lầu nha. Và cùng xem hai cái phòng ngủ trên lầu với một cái toilet trên lầu.
Nếu cô chú anh chị nào mà có thiện chí về căn nhà này á, thì cô chú anh chị alo em số điện thoại đường link phía dưới để em cập nhật thông tin cho cô chú anh chị được biết nha. Ở đây mình bước lên lầu, ở đây là cái phòng ngủ thứ nhất này cô chú anh chị, một cái phòng ngủ thứ nhất nó cũng rộng rãi luôn đó, một cái phòng ngủ thứ nhất cũng rất là rộng luôn cô chú anh chị nha. À, thì cũng đóng lá phong cho mình hết rồi. Nói chung là một con nhà giá như vậy thì thấy cũng ok rồi cô chú anh chị. À, cửa của mình cũng được xài bằng cửa gỗ luôn nha cô chú anh chị, rất là chắc chắn, rất là đẹp luôn. Khu vực này thì nhà cũng rất là đông hết rồi nha cô chú anh chị nha. Đây, đường trước nhà của mình nè cô chú anh chị, đường trước nhà của mình. Ở trước nhà của mình thì có một con kinh thoát nước nha cô chú anh chị, mình không có sợ bị ngập nước gì đâu nha. Đây, khu vực này thì nhà cũng rất là đông hết luôn rồi cô chú anh chị nha, kín hết luôn rồi. Rồi cô chú anh chị cùng theo chân em đi xuống xem cái phòng phía sau. Đây, cái phòng phía sau cũng vừa đủ cho mình để mình ngủ nè cô chú anh chị. À, nói chung căn nhà này thì nó chỉ có hai phòng ngủ thôi nha cô chú anh chị nha, nhưng mà nó được bố trí ngắn còn là nó cũng có hai toilet. Đây, toilet của mình cũng rất là sạch sẽ luôn, cũng sượt xài một cái lớp cửa nhôm luôn nha cô chú anh chị. Một căn nhà chỉ có 1.4 tỷ thôi nhưng mà đầy đủ công năng cho mình sử dụng một căn nhà. Giờ trước của mình á là khu vực này cũng rất là đông dân cư, mình mở buôn bán rồi này kia rất được đó nha cô chú anh chị. Rồi cô chú anh chị nào mà có thiện chí về căn nhà này á, thì cô chú anh chị alo em số điện thoại đường link phía dưới. Cô chú anh chị nào mà thích cái video này thì cho em một cái like, một cái đăng ký để có động lực làm nhiều video khác nha cô chú anh chị. Cô chú anh chị xem thì cứ cho em một cái like rồi để cô chú anh chị cập nhật nha, để em cập nhật nhiều video khác thường xuyên hơn cho cô chú anh chị được theo dõi. Và cô chú anh chị hãy đăng ký kênh của em để em ra cái video mới, sản phẩm mới á, thì cô chú anh chị sẽ tham khảo sớm nhất đó. Đây là cái phòng khách của mình nha cô chú anh chị. Cô chú anh chị cùng em nhìn lại cái phòng khách rồi cùng em theo chân em đi ra cái đường vào của căn nhà này nha cô chú anh chị. Đây, cô chú anh chị cùng em nhìn lại cái vị trí bên trong của căn nhà. Rồi, cô chú anh chị cùng em nhìn lại cái mặt tiền của căn nhà nha. Rồi cùng theo chân em đi ra cái đường vào của căn nhà này. Đây là cái mặt tiền của căn nhà này cô chú anh chị. Nếu cô chú anh chị nào sử dụng căn nhà này thì cô chú anh chị về ở mình buôn bán rồi luôn được nha cô chú anh chị nha. Tuy rằng một căn nhà cái diện tích nhỏ thôi, nhưng mà mình được cái là mặt tiền đường, mình về để mình kinh doanh mua bán, tập mua bán này kia là cũng rất là đông dân cư, cũng có tập hóa đâu này các kiểu này cô chú anh chị. Đó. Rồi, cảm ơn một lần nữa, cảm ơn cô chú anh chị đã xem video của em. Cô chú anh chị nào thích cái video này thì cho em một cái like, một đăng ký để em có động lực làm nhiều video khác. Rồi cô chú anh chị nào có thiện chí về căn nhà này thì cô chú anh chị alo em số điện thoại đường link phía dưới. Rồi cô chú anh chị chào em chút xíu nha, và cùng theo chân em đi ra cái đường vào của căn nhà này. Rồi cô chú anh chị cùng theo chân em mình đi ra cái đường vào của căn nhà này nhé. Đây là cái đường đường này, đường tập tầng 4 này cô chú anh chị. Đường cái đường này khoảng 4m nha cô chú anh chị, hai chiếc xe hơi mình tránh được nha. Đó, nhà cửa cũng rất là đông dân cư luôn rồi cô chú anh chị. Chỉ có một căn nhà đó khách hàng người ta kẹt tiền người ta bán lại thôi nha cô chú anh chị nha. Khu vực này thì không ai bán lại căn nhà nào hết nha cô chú anh chị. Từ ngay cái vị trí căn nhà của mình á, mình ra tới đường Đồng Văn Tuấn em đang đi ra đây á thì nó khoảng 350m thôi nha cô chú anh chị nha. Và từ ngay vị trí căn nhà này mình nó ra tới ngay Ba Tân Kim á thì nó chỉ có 500m thôi. Và khu vực đó thì khu vực này thì cũng điện nước, internet, đồ camera đồ đầy đủ hết cô chú anh chị. Nhà cũng rất là đông luôn. Nói chung đường này cũng rất là rộng rãi, nhưng mà nó chỉ có một đoạn vô của cái đầu đường á, nó hơi hẹp tí xíu thôi nha cô chú anh chị. Rồi xung quanh đây thì trường cấp 1, cấp 2, trường mẫu giáo đồ cho mình gửi con em mình đi làm, mình gửi con em mình cũng rất là ok luôn nha cô chú anh chị. Đó, khu vực này nhà cũng rất là đông luôn. Nó chỉ có một đoạn ngay chỗ này nó hơi nhỏ, xe hơi vô hơi chật thôi nha cô chú anh chị nha. Nhưng mà xe hơi vẫn đi vô được nha cô chú anh chị. Xe hơi mình vẫn vô được. Mình ra đây á, nếu mình về phải mình về ngã Ba Tân Kim, mình về trái á là mình sẽ về bến xe Hưng Long nha cô chú anh chị.
Em đang đứng ở đây là cái hướng camera của em nè. Cái hướng camera của em là cái hướng về ngay chợ Hưng Long, bến xe Hưng Long đó nha cô chú anh chị. Đó. Còn cái hướng bên tay phải của em đây, hướng bên tay phải của em đây là ngay cái chút đèn xanh đèn đỏ là mình ra ngã ba Đăng Kim mấy cô chú anh chị nha. Rồi cái video cũng đã dài rồi, em xin tạm kết thúc cái video tới đây. Cô chú anh chị nào có thiện chí về căn nhà đó thì cô chú anh chị alo em số điện thoại đường link phía bên dưới. Rồi cô chú anh chị thích cái video thì cho em một cái like, một cái đăng ký nha cô chú anh chị. Rồi cảm ơn cô chú anh chị đã xem video của em.